Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụng sự đến dẫn đầu shop xe đạp thể thao vip, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn cam kết mang lại cho khách hàng những chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Một trong những sản phẩm xe đạp cao cấp tại shop đang được nhiều người lựa chọn đó chính là siêu phẩm đua Sava Phantom 3. Vâng, xe tuyệt đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Sava Phantom 3 có cấu hình cực vip, full carbon cao cấp và full roof Shimano Ultera R8000. Vâng, phúc của Nhật Bản. Và anh Hiệp ở Đô Lương, Nghệ An, sau khi tham khảo và nhận đầy đủ thông tin từ shop xe đạp thể thao vip.com cung cấp đến anh chốt luôn Sava Phantom 3 màu đen đỏ. Em gửi số tài khoản, anh chuyển cọc luôn, mấy ngày có hàng em. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp thể thao tại shop xe đạp thể thao vip.com lại đơn giản và nhanh chóng đến vậy. Nên nếu bạn đang tìm thông tin cần mua xe, hãy liên hệ trực tiếp với shop có số điện thoại hotline 0983315936 hoặc 0989933958. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Và đây chính là siêu phẩm đua Sava Phantom 3 tuyệt đỉnh màu đen đỏ máy nghiệp ở Đô Lương, Nghệ An đã chọn cho mình. Mời bạn cùng shop kiểm tra ngay sau đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, Sava Phantom 3 từ khi ra mắt thị trường tại Việt Nam hay ra mắt thị trường thế giới thì được người tiêu dùng rất là săn đón và tin dùng. Vâng, hiện Sava Phantom 3 đang có hai màu, đó là màu đen đỏ và màu đen ghi, cùng với hai size, đó là size 47 và size 50. Anh Hiệp mua size 50 màu đen đỏ, chính xác rồi. Với thiết kế khung phiên bản X đó nha, phiên bản X rất đẹp, chiếc phuộc bằng carbon và thiết kế theo giọt nước công nghệ hiện đại nhất hiện nay, xe gió. Với cấu hình full carbon gồm khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, tay lái carbon và cặp vành siêu khủng bằng carbon cao tới 7,8 cm, và gọi là 8 cm, như một cặp bánh đà vậy, chém gió và nó quán tính rất là cao, khi bạn đạp nhẹ nó cũng giữ tốc độ cho bạn. Đồng thời trang bị full roof Shimano Ultera R8000. Vâng, bộ chuyển động này chạy full roof của Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản. Shimano thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản. Và bộ chuyển động này 22 tốc độ, gồm tay đề số, phanh trước phanh sau Shimano Ultera R8000, gạt đĩa, đùi đĩa Shimano Ultera R8000, gạt lip, lip Shimano Ultera R8000. Vâng, bộ chuyển động này rất là vít luôn và chạy đồng bộ thì khó có thể chê được. Sử dụng lốp Ultra Sport 700x25 cùng cặp Meyer bằng nhôm cắt CNC đi bậc đạn của hãng Novatek. Và với Phantom 3 hay những sản phẩm xe đạp đua của hãng Sava, shop đều chụp ảnh review chi tiết đăng trên web cùng với giá của xe. Bạn theo đường link ở dưới phần mô tả video này để xem chi tiết. Và bạn cần tư vấn thêm hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo của kênh xe đạp thể thao vip.com vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.